Chào tất cả các anh chị em, đây là dòng sản phẩm điện thoại iPhone 16 em về nè mọi người. Hiện tại em đang có màu tím nè, rồi màu xanh nè, rồi màu đen nè, rồi màu vàng nè. Hiện tại là đang có 4 màu. Và cái điện thoại này thật sự là hôm bữa giờ em bán hơn 1.000 cái, hôm nay lại về hàng. Hiện tại cái mẫu điện thoại mới nó sẽ như thế này nè. Khi mà mọi người mở ra thì nó sẽ có một cái bịch để trong này là iPhone 16 SIM 1, SIM 2 như thế này. Đó, cái mã này. Rồi ở trong này nó sẽ có là những cái thông tin của cái điện thoại đây. Và tiếp theo là mọi người sẽ thấy là có cái tem bảo hành nè. Đây, đây là màu tím nè, ở phía trước của nó nè, chỗ đẹp long lanh luôn nha mọi người. Đây là một cái chiếc điện thoại 2 SIM xịn sò nhất mà hồi giờ mà em từng thấy. Đây, mở ra iPhone 16 mà khi mà mọi người mua về mọi người sẽ gỡ ra như thế này. Đó, nó có chữ iPhone 16 đúng mọi người. Mở màn hình lên 2 giây là nó sẽ lên nha. Đó mọi người nhìn nè. Nó có rất là nhiều chức năng luôn, nghe gọi đồ các kiểu nè. Bây giờ là em sẽ vào cái menu của cái này là nó sẽ có gọi nè, nhắn tin nè, hơn lắm luôn á. Đó, mọi người thấy không? Facebook nữa nè. Rất là ok luôn. Chụp ảnh được luôn nha. Trời ơi, điện thoại rất là ưng luôn, yêu ưng luôn. Đó, khi mà tắt xuống nó sẽ như thế này nè mọi người. Trời ơi, rất là xịn sò luôn nha. iPhone, cái này là iPhone 2 SIM, 2 sóng, chụp hình, nghe gọi, rồi lướt Facebook được luôn. Nên á, mọi người mua hàng á là inbox em nhanh nhanh nha. Hiện tại là em đang có 4 màu, màu tím, màu xanh nè. Rất là đẹp nha. Nhưng mà màu sắc nó lại khác nhau thôi nha mọi người, y chang nhau nè. Đó, mọi người thấy không? Còn nó là cái phone iPhone nên mình nhìn rất là dễ thương luôn đó nha. Siêu thích luôn, siêu ưng luôn nha. Cái này là màu vàng nè. Mình có thể mình mua về để mình sử dụng hoặc là mình mua về để mình tặng cho ông bà cha mẹ gì của mình cũng được. Trời ơi, quá đẹp luôn á. Siêu đẹp luôn. Nên các anh chị em nào mà hôm bữa giờ đang ngóng chờ, đang chờ đợi cái iPhone 16 thì nhanh tay bây giờ inbox in ngay nha. Màu đen. Màu vàng. Màu xanh. Rồi màu tím. Trời ơi, màu nào cũng đẹp hết trơn à. Rất là tiện lợi. Nhanh tay đặt hàng và liên hệ em ngay qua số điện thoại hotline là 0355 838 057 hoặc là 0773339279 nha. Điện thoại iPhone. Điện thoại iPhone có mặt tại shop em rồi. Nhanh tay đặt hàng nha. Chiếc điện thoại iPhone 16 này nó sẽ có là, thứ nhất là cái sợi dây đeo nè, thứ hai là cục sạc, cái chiếc thẻ chích cho để mà bỏ thẻ SIM vô nha. Đó, nó gồm có 3 cái phụ kiện này. Nhớ nha.